Xin chào anh em. Em test bộ LG 5.1 nhé. À 5.2 nhé. 5.1. Con này có gồm hai súp ấy. Hai la cây này, hai súp này. Một center và một một center và đây là súp nha anh em nhé. Súp này to vĩ đại luôn. Cái này có khiển học nha anh em nhé, có cổng HDMI, có cổng quang để mã, con này vẫn còn tương đối thôi. Thì, mặt trước thì còn đẹp, sau thì có hơi xước xát tẹo, sau đây chứ không đáng kể, ví dụ như này, xước xát tẹo là, nói chung là trước mặt là còn ok. Đây. Các cổng kết nối ở đây. Rồi, đây để em test cho một đoạn nhé. Lần nhạc nhé. Con này chạy giờ tất cả ok hết nha anh em nhé. Con này chưa cao ok thì quá hay rồi. It was the third of June, another sleepy, dusty Delta day. Đấy, chạy ok hết nha. UVB chạy. It was the third of June. To the house to eat.
trying to holler at the back door. You'll remember to wipe your feet. Then she said, I've got some news this morning. Love on chops all today. Billy Joe McAllister jumped off the tower. Ok nha anh em nhá. Xin chào anh em xem video này. Anh em thấy ok thì like cho em một like.